Đang nghe xin chào bà con cô bác. Hey! Xin chào. Một ngày mùa đã đến, nắng lung linh, hoa lá đang tươi bình. Vui ngày mới, làm việc mê say, yêu thương chưa tràn đầy. Đôi tay này vun mai ấm thêm vui. Đang nghe xin chào bà con cô bác. Chúng ta đang đến với chương trình Vợ tôi là số 1. Cảm ơn nhà hàng Bột Giặt Xốp Hương Sợ Vải Mới đã đồng hành cùng với chúng tôi trong chương trình này. Thưa bà con, không biết bây giờ mọi người thế nào, chứ bản thân Đại Nghĩa thì cứ mỗi tuần vào cái ngày này lại rất là háo hức, hồi hộp chờ đợi xem những chị em phụ nữ đến từ những tỉnh thành khác nhau sẽ tranh tài cùng nhau như thế nào trong chương trình của chúng ta. Và trước khi đến với những vòng thi gây cấn và hấp dẫn của các chị em, chúng ta sẽ điểm sơ qua từng vòng một bà con nha. Vòng thi đầu tiên có tên là Khởi Động. Vòng thi thứ hai thì không phải chỉ có ba chị em không thôi, mà ba ông chồng cũng được quyền sắn tay nhảy vào vòng thi cùng với vợ mình, giải mã những câu đố mẹo, những câu đố vui để có thể giải thích được ý nghĩa của bức tranh lớn cuối cùng. Vòng thi thứ ba chúng ta sẽ kiểm tra xem những cặp đôi này họ có thật sự hiểu nhau hay không, và hai gia đình nào có điểm số cao nhất sẽ bước vào vòng đặc biệt nhanh tay đáp lẹ. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ làm quen với ba gia đình nha. Gia đình đầu tiên đó là Huỳnh Thị Kim Hiếu và Nguyễn Trần Hoàng Dũng đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Hai vợ chồng thì cũng đã quen 8 năm và sau 8 năm kết hôn nữa thì cũng đã có một thiên thần nhỏ là một bé gái 4 tuổi. Thói quen của hai vợ chồng thì cũng hơi là trẻ trâu, là cứ trời mưa là cứ xách xe mà chạy vòng vòng ngoài đường vậy đó. À, để làm chi? Tắm mưa à? Tắm mưa cho nó lãng mạn. Đó là cái kỷ niệm dễ thương của hai vợ chồng. Chúng ta làm quen với gia đình thứ hai, gia đình của Nguyễn Thị Thúy An và Nguyễn Hữu Hạnh đến từ Đồng Tháp. Mình và ông xã quen nhau từ thời còn là sinh viên. Hai vợ chồng em thì có chung sở thích đó là chơi bóng chuyền. Thời còn là sinh viên thì mỗi chiều thì hai đứa vẫn thường cùng nhau vô sân của trường để tập bóng chuyền. À, chắc là hai em là chắc chỉ có chuyền cho nhau thôi phải không? Ừ. Con trẻ bành rồi hai đứa chuyền qua chuyền lại, chuyền tới nơi tới chốn luôn vậy đó. Gia đình thứ ba, gia đình của Nguyễn Thị Diễm và Đỗ Việt Khởi đến từ thành phố Cần Thơ. Em hiện tại là làm công nhân may quần áo. Ông xã em công tác tại ấp. Và ngay bây giờ chúng tôi mời ba ông chồng bước vào vị trí trung tâm sân khấu để chúng ta có thể bắt đầu cuộc thi dành cho các bà vợ. Và sau đây chúng ta sẽ đến với vòng thi đầu tiên có tên là Khởi Động. Gia đình của Kim Hiếu, Hiếu sẽ đặt cược bao nhiêu điểm? Em đặt cược 500 điểm. Mời ông xã của Hiếu chọn hình. Đó là chủ đề mẹo vặt nội trợ. Hai vợ chồng nãy là nói là có cái sở thích là đi trong mưa nè. Rồi còn cái sở thích nào khác nữa không, như ăn uống chẳng hạn? Dạ, thích ăn thì thường là ăn bò bía. Là những món ăn vặt đó đúng không? Dạ. Ở nhà mình có hay làm món bò bía gỏi cuốn kia cho gia đình ăn không? Cũng có thỉnh thoảng. Vậy bây giờ chúng ta hãy xem đoạn phim này về cái chủ đề mẹo vặt nội trợ có nằm trong cái tầng kiến thức, cái sự hiểu biết của chúng ta hay không nha. Xin mời. Trời ơi, muốn chết luôn. Ơi, nghĩ sao trời. Ăn có 3 tô bún riêu, 2 tô bún mắm, 5 cái trứng hộp vịt lộn, 2 ly đậu đỏ bánh lọt, uống nửa chai dừa. Đó con vậy thôi đó. Trời ơi mà Tào Tháo được đâu 4 tiếng đồng hồ. Pháo bông bắn in chéo nãy giờ. Ơi muốn chết luôn vậy. Thằng gì vậy bé bé? Gì chị hai? Thiệt tình luôn á. Đã bị Tào Tháo rượt rồi mày còn ăn me kiểu đó, ai mà chịu nổi nữa. Ôi, đừng nhai nữa coi. Me mà con nó nhai kìa. Mà con nhỏ này kỳ nghe. Chị hai dặn em rồi, dậy từ 5 giờ sáng lo lột cái vỏ me để ngâm cho kịp đi bán. Nghĩ sao giờ này còn ngồi ăn hả? Em á là vẫn đang lột vỏ me, mà tại vì á nó khó lột quá nên cái nào hư á cái em bỏ vô bụng chứ đừng có uổng. Có lột vỏ me thì mà lột cũng được nữa thì có chát gì đâu á. Nè thôi xuống lấy cho hai ca nước đá lẹ lên. Chị hai á nè ham ăn đau bụng tiêu chảy mà giờ còn sai em đang lột me rồi sai em lấy nước đá vô cái là uống vô đá vô là Tào Tháo rượt tới ngày mai luôn. Ê, mày rảnh quá trời đất ơi. Biết chi không chi dạ? Lấy ca nước đá lên là để lột vỏ me. Cái gì cũng vậy, làm gì cái gì cũng phải có chiêu. Bây giờ em chỉ cần ngâm me vô cái ca nước đá, cái độ lanh của nước đá sẽ làm cho cái vỏ nó bốc ra, đó là em sẽ dễ lột, đơn giản vậy thôi. Trời ơi chị hai. Trời ơi chị giỏi lắm, chị Tào lao quá. Mình lột me
là cả một nghệ thuật, và người lột me cũng là một nghệ sĩ. Nhưng mà đặc biệt là em biết là để vô nước đá thì chắc chắn nó sẽ không bọc, không chóc. Tại sao? Vậy thấy cái gì mà nó lạnh là nó co lại đúng không? Cái này cũng vậy, nó co lại nó bám vô đây là còn khó lột hơn nữa. Hay là anh không hay vô hay bắt em nồi nước sôi? Chị vậy? Em nhúng nó vô, lột dễ lắm, nó nóng nó giãn ra. Không biết là nó có chóc được cái vỏ me hay không, mà nhiều khi nó chóc luôn cả cái ruột me luôn nữa kìa. Không có được. Hãy thấy vậy nè, bây giờ mình nhúng vô nước ấm thôi. Nước ấm vừa đủ độ ấm thôi là nó sẽ bốc cái vỏ me ra. Nè, hãy nhìn nè, thấy không? Thấy vỏ vậy không? Ừ. Đó, mới khó lột, mà nước ấm làm sao thấm được, thấy không? Rồi lột hư nữa, ăn nữa rồi. Rồi ăn nữa hả? Dạ. Kim Hiếu, câu hỏi dành cho gia đình mình như sau. Để lột vỏ me sống dễ dàng thì ta nên ngâm me trong cái gì? A. Nước đá. B. Nước sôi. C. Nước ấm. Dạ, nước đá thì sẽ làm cho cái vỏ nó co lại, nó sẽ dính vô cái ruột, nó sẽ khó lột hơn. Ừ. Còn nước sôi nếu mình nhúng vô thì nó sẽ làm chín luôn cái vỏ me. À. Cho nên em nghĩ là nước ấm sẽ giãn ra làm cho mình dễ bóc ra hơn. Phương pháp này nước ấm nó có an toàn hay không đây? Mời em xem câu trả lời nha. Me sống muốn lột vỏ dễ dàng á, chúng ta nên ngâm trái me vào nước ấm khoảng 10 phút. Độ ấm trong nước sẽ làm cho mềm lớp vỏ, giúp cho việc tách vỏ ra khỏi phần thịt được nhanh chóng mà không ảnh hưởng đến thịt hay mùi vị của trái me. Ngâm me trong nước sôi á, thì nhiệt độ quá cao nó sẽ làm chín luôn cái phần thịt me, khiến cho thịt me mềm và không ngon. Còn ngâm trong nước đá khiến cho lớp vỏ càng bám chặt vào phần thịt, khiến cho việc bóc vỏ càng khó hơn đó nha. Xin chúc mừng chị đã trả lời chính xác. Chúc mừng em, một câu trả lời hoàn toàn chính xác. Và hãy tiến một bước đến gần với ông xã mình nè. Em chọn màu xanh nè. Ô, màu xanh sáng đen. Và phần thưởng dành cho Kim Hiếu là một cái máy giặt. Chúc mừng. Wow. Không biết là gia đình tiếp theo có trả lời đúng được câu hỏi này và nhận được những cái phần thưởng hấp dẫn như vậy hay không. Chúng ta sẽ đến với gia đình số 2 của Thúy An. Dạ, em đạt được 500 điểm. 500 điểm, mời Hạnh bấm nút chọn hình. Bột giặt xốp hương xà vải mới, đó là phần quà mà chương trình dành tặng cho gia đình Thúy An. Chủ đề sức khỏe. Tình huống dành cho gia đình Thúy An như sau. Xong. Vậy là chương cuối cùng trong bí kíp chống ế con đã học xong. Bây giờ đã đến lúc con xuống núi. Con phải tìm cho mình một con gấu. Mấy tháng nay là thầy dạy cho em là cái cách là kêu là tán gái, chứ đâu có mình dụ gấu là sao? À, hi hi. Cái đó là cái ngôn ngữ tin á. Gấu hồi nãy đó là nó thay thế cho là cái người yêu, là người con gái. Thì ngày hôm nay con cũng xuống núi rồi. Thầy cũng tặng cho con vài món quà để kỷ niệm. Có quà hả thầy? Ừ, đây. Cái gì? Vòng tay đậu phộng. Đeo vô con. À, đây nữa. Hả? Vòng cổ dâu tay. Hả? Còn đây, một trái dưa hấu. Thời buổi này là thời buổi gì nữa mà vậy? Thầy còn tặng trái cây lương thực cho con đi ăn ở trên đường. Tới giờ phút này bay cũng hiểu ra, không hiểu ra được vấn đề. Ngoài cái nguyên nhân mà con thiếu kinh nghiệm, con thiếu hiểu biết về phụ nữ, con còn một cái nguyên nhân rất là nghiêm trọng làm cho con ế đó. Ý này nó còn đẹp trai với vậy. Giữa ban ngày ban mặt mà con ngồi mà con nằm mơ con ngủ hay thiệt. Ý thầy muốn nói đó là cái mùi hôi đó. Trời ơi, đồng ý thì con cũng có cái mùi hôi hôi. Ba cái này á còn đẩy cái mùi hôi con còn nặng hơn nữa đó. Nè, cái mì dâu này ha, bản thân của nó không có mùi thơm. À đây, cái gì? Đậu ha. Đậu nè. Đậu này bản thân nó là chỉ cung cấp cho cơ thể cái năng lượng cho mình khỏe mạnh thôi, chứ đâu có mùi thơm tho gì đâu mà liên quan gì tới cái vụ mà mùi hôi trên cơ thể của con. Nè, đây, trái dưa hấu. Cái này càng không liên quan nữa. Bản chất cái trái dưa hấu là cái loại trái cây mà có chứa nhiều nước, mùi thơm gặp nước vô là lỏa ra mất tiêu rồi. Nói tóm lại đó, là không những không có khả năng chữa được cái mùi hôi trên cơ thể của con, mà ngược lại còn đẩy cái mùi hôi con còn nặng hơn nữa đó. Không được đâu. Trò mà cứ cãi lời thầy đó. Cãi thầy là núi đè, hiểu không? Cơ thể của chúng ta phát sinh mùi hôi có nhiều nguyên nhân, chẳng hạn như là do cơ địa, rồi do vệ sinh, hoặc là do tuyến mồ hôi bị viêm nhiễm, trong đó có cả việc ăn uống. Vậy thì ăn loại thực phẩm nào sẽ khiến cho cơ thể dễ phát sinh mùi hôi? A. Đậu phộng. B. Dâu tây. C. Dưa hấu. Dưa hấu và dâu tây là những cái loại trái cây chứa rất nhiều vitamin, rất là có tác dụng làm đẹp rất là tốt, cho nên là nó không thể nào mà khiến cơ thể chúng ta phát sinh mùi hôi được.
Do đó em quyết định chọn đáp án A là đậu phộng. Bạn ấy nói rằng ăn đậu phộng dễ phát sinh mùi hôi. Có chính xác hay không? Mời quý vị hãy đến với câu trả lời từ chương trình nha. Quý vị thấy không? Đây là đậu phộng. Đậu phộng chứa nhiều chất dinh dưỡng. Tuy nhiên, đậu phộng rất giàu chất choline, một chất khiến cơ thể phát sinh nhiều mồ hôi. Nếu thường xuyên chúng ta ăn đậu phộng thì cái lượng chất này sẽ càng tích tụ nhiều hơn trong cơ thể và có thể đào thải qua tuyến mồ hôi khiến bạn nặng mùi hơn đó. Còn dưa hấu và dâu tây á là những loại trái cây giàu vitamin C, vitamin E và axit amin, hầu như không có chứa thành phần choline nên các bạn không lo ăn nhiều sẽ sản sinh ra mùi hôi đâu nha. Ngược lại, ăn càng nhiều càng giúp da mình sáng hồng mịn màng hơn. Chị hay quá. Trả lời đúng rồi đó. Vậy là cộng điểm thêm cho chị nhé. Chúc mừng Thúy An với câu trả lời chính xác. Và Thúy An, mời em tìm cho mình một bước chân may mắn để tiến gần với ông xã nào. Dạ, em chọn ô màu trắng. Có gì không? Không có gì xảy ra hết. Đó không phải là bước chân may mắn. Gia đình số 3, gia đình của bạn Nguyễn Thị Diễm. Em cược 500 điểm. Ông xã của Diễm bấm nút chọn hình. Đó là chủ đề làm đẹp. Sau đây sẽ là một tình huống liên quan tới chủ đề làm đẹp. Mời em theo dõi nha. Hồ. Hồ em đó, em có hết hồn không? Không, em hết hồn. Trời ơi, anh bận công việc quá, anh tới trễ, em chờ anh có lâu không? Không có lâu lắm đâu, chỉ mới có 3 phút 10 giây thôi à. Thêm 8 khắc nữa. Trời ơi, vậy là mới đây mà thôi. Mới đây gì, người yêu gì không có thu thị trơn. Trời ơi, em giận giận lắm, giận lắm, giận lắm mà Trời em ơi, một... Em đừng có giận nữa mà. Em ngồi xuống đây đi, đừng bình tĩnh nghe anh nói nè. Nè, em giận em đổi kiểu giận khác đi. Nè, gà của em nó văng vô người anh tùm lum tùm lá hết trơn nè. Cũng anh... tại anh á. Sao tại anh? Anh tới trễ làm em giận cái tự nhiên gào nó thêm nhiều luôn á. Trời ơi, nãy giờ đứng gần em á, em hất qua hất lại mà anh tưởng là hả tuyết mà mùa đông không á. Em biết anh thương em mà em bị gào nè. Anh luôn luôn đi tìm những cái chỗ mà đông y á để mà chữa trị gào cho em, thấy không? Nè, nhưng mà anh mới đọc báo nha. Em tin không? Có những cái loại hoa mà hả trị gào hiệu quả luôn đó. Đây, anh có món quà tặng cho em. Gì vậy? Tăng tăng tăng. Dạng thọ Đà Lạt. Ây da, gì vậy? Dạng thọ, anh làm gì anh tặng tôi bông dạng thọ? Ý anh nói anh đưa tôi lên bàn thờ luôn hả? Không phải, cái bông dạng thọ này á, em lấy em gội đầu á, nó sẽ tốt cho da đầu của em và trị được gào đó. Gì, lần đầu tiên tôi mới nghe là dạng thọ mà gội là trị được gào luôn. Người ta chỉ là vậy mà, này là mẹo nhân gian đó. Còn nếu mà em không thích, à đây, đây, bông cúc trắng. À, đó, bông cúc. Cúc trắng. Hết vàng rồi trắng nha. Vàng tôi sợ gội đầu lên á hả, rồi là vàng khè tóc tôi rồi, giờ tới cúc trắng nữa. Em không có biết cái gì hết á. Bông cúc trắng này là nó có axit amin. Chẳng những vậy á, mà khi gội đầu nó còn tăng thêm độ ẩm nữa đó. Ẩm là nó tăng thêm gào chứ ở đó hết gào anh đừng có vô em. Còn nếu mà em không thích rồi nè. Nè, thôi em lấy bông huệ đi. Vậy? Bông huệ nè, em thấy bông... Trời ơi, thương tôi, anh chỉ cho tôi cái cách trị gào mà toàn là anh lấy những cái bông có sẵn ở trong công viên này không à. Mà toàn là ở trên bàn thờ không, anh thượng tôi lên trả lời thờ tôi luôn đi. Mà bông huệ này á, là nó màu đỏ đúng không? Thì nhìn nó rất là cháy bỏng, thì nó sẽ hút hết chất ẩm nè. Nó nói chung là, thì nó sẽ tốt cho da đầu của em. Anh đọc báo thì chỉ biết như vậy thôi. Ba cái này cắm lên bàn thờ là đẹp luôn á. Anh không yêu tôi nữa thì thôi, anh đừng nói lời cay đắng. Ok, chia tay. Ôi, mệt em quá, cái gì em cũng không đồng ý đó. Trời ơi. Loài hoa nào sau đây có tác dụng hạn chế gào? A là vạn thọ, B là cúc trắng, C là huệ đỏ. Em nghĩ là câu A, vạn thọ. Mời Diễm và tất cả mọi người, chúng ta hãy cùng theo dõi câu trả lời của chương trình nha. Các bạn nữ biết không, có rất nhiều loại hoa có tác dụng làm đẹp, trong đó có bông dạng thọ nè và cúc trắng nữa. Mà tuy nhiên nha, để loại bỏ gào ở trên da đầu á thì bạn nên gội đầu bằng một ít nước nấu từ bông dạng thọ, thì cái lượng tinh dầu và axit nhẹ có trong cánh hoa sẽ làm sạch cái da đầu của mình và loại bỏ cái những cái mảng bám rất là hiệu quả. Còn nếu muốn có làn da trắng hồng thì hãy ngâm một ít hoa cúc trắng để rửa mặt, chất axit amin và vitamin B1 giúp sáng da hơn, chứ bông cúc trắng không có giúp chúng ta loại bỏ gào đâu nhé. Còn cái bông huệ đỏ này á, người ta thường dùng để cắm vô bình để mà trang trí, nhưng mà chưa có ai nghe nói về cái vụ mà tác dụng làm đẹp của bông huệ đỏ hết trơn trời. Như vậy là sự lựa chọn của Diễm là sự lựa chọn chính xác. Xin chúc mừng em. Và mời em tìm cho mình một bước chân may mắn đến gần phong xã hơn. Em chọn ô màu xanh. Ô màu xanh sáng đèn, đó là bước chân may mắn.
Và gia đình của Diễm sẽ nhận được sản phẩm một cái bình thủy điện. Chúc mừng. Kết thúc vòng thi đầu tiên, điểm số 3 gia đình như sau. Gia đình của Kim Hiếu 1.500 điểm. Gia đình của Thúy An 1.500 điểm. Và gia đình của Diễm 1.500 điểm. Ba chị em ngang tài ngang sức, điểm số cân bằng nhau. Và bây giờ thì ba ông chồng chuẩn bị sẵn sàng nha. Chúng ta sẽ hỗ trợ cho bà xã của mình để đến với vòng thi thứ hai có tên là Đồng Lòng Vượt Khó. Vòng thi thứ hai của chúng ta sẽ là những cái mảnh ghép. Mà mở được những mảnh ghép này, chúng ta phải trả lời đúng được những câu hỏi vui, những câu đố mẹo của chương trình. Đầu tiên sẽ là gia đình của Thúy An. Dạ, em chọn mảnh ghép số 2. Người gọi chị, kẻ gọi ông, đêm đêm mới dám ra trông mọi người là gì? Dạ, đó là mặt trăng ạ. Đó là câu trả lời đúng, chúc mừng em. Mời Diễm. Chọn ô số 3. Cái gì năm cánh, xanh đỏ tím vàng, giấy kiến giấy màu, dạo chơi khắp phố? Lồng đèn năm cánh. Đúng rồi, lồng đèn ngôi sao năm cánh, chính xác, chúc mừng Diễm. Mời Hiếu. Dạ em chọn mảnh ghép số 6 ạ. Nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò, vậy thứ tư là gì? Thứ tư là một ngày trong tuần ạ. Chính xác. Mở tiếp, Thúy An. Dạ, em chọn mảnh ghép số 5. Cây gì thân thẳng một đường, có tim chẳng đập lại còn sáng trưng? Dạ, cây đèn dầu ạ. Cây đèn dầu, chưa đúng. Mời Hiếu. Dạ, cây đèn cầy ạ. Cây đèn cầy, chính xác, chúc mừng em. Mời gia đình của Diễm. Em mở ô số 4. Cái gì càng lên cao lại càng xuống thấp? Mời Thúy An. Dạ thưa anh, đó là nhiệt độ ạ. Chính xác, càng lên cao, nhiệt độ càng xuống thấp. Mở luôn mảnh ghép cuối cùng. Mời Hiếu. Số 1 nha. Một xe chạy với tốc độ 100 km/h và một xe chạy với tốc độ 10 km/h hướng về phía bờ sông. Hỏi xe nào thắng? Dạ hai xe sẽ thắng hết. Tại sao? Tại vì nếu mà không thắng thì sẽ rớt xuống sông ạ. Chính xác, chúc mừng Hiếu. Mời Diễm. Tiền mất tật mang. Tiền mất tật mang, chưa đúng. Anh sẽ bắt đầu đọc những gợi ý. Gợi ý đầu tiên, tiền, trái tim tượng trưng cho cái gì? Gợi ý thứ hai, đối tượng là của cải và tấm lòng. Mời Thúy An. Đáp án của em là tình quý hơn vàng. Tình quý hơn vàng, chưa đúng. Gợi ý cuối cùng, thành ngữ đề cao tấm lòng, tình nghĩa cao hơn vật chất. Mời Thúy An. Ra là của ít lòng nhiều. Chính xác, chúc mừng em. Bởi vì sao mình ghép đã được mở ra, cộng thêm 3 gợi ý nữa, cho nên giải mã được bức tranh lớn này. Thúy An chỉ còn có 200 điểm mà thôi. Nhưng mà Thúy An và Kim Hiếu, mỗi gia đình sẽ tìm được cho mình một bước chân may mắn để gần với ông xã mình hơn. Dạ em chọn ô màu xanh ạ. Không phải là bước chân may mắn. Kim Hiếu. Dạ em thẳng bước ô màu trắng ạ. Rồi cái bước chân nó đi chơi luôn rồi. Như vậy là kết thúc vòng thi thứ hai rồi thưa bà con. Gia đình Thúy An hiện nay đang có 2.450 điểm. Gia đình của Diễm 2.000 điểm. Và gia đình của Kim Hiếu 2.750 điểm. Bây giờ sẽ là vòng thi thứ 3, vòng thi mang tên Tâm Đầu Ý Hợp. Gia đình của mình sẽ tham gia vòng thi này trước tiên. Mời anh bấm nút chọn hình. Sản phẩm của nhà tài trợ bột giặt xốp Hương xà vải mới. Chủ đề đó là làm bánh. Đây cũng là những cái công đoạn trong cái việc mình làm bánh. Thời gian bắt đầu. Cái này có 2 từ em.
cái loại mình làm gạo cục trắng anh bỏ vô sao không làm nè. Hai từ nhồi bột, nhào bột. Đúng, chính xác. Cái này cái cây mình trồng ở sau hè mình có bùn xanh xanh đó, cái chặt nó xuống cái mình lấy dầm. Gọc chuối. Gọc chuối. Chưa đúng, còn đúng từ đầu còn từ cuối nữa. Gọc lá. Chính xác. Mình anh đang ăn sáng đi làm ăn sáng cái cục lớn cục lớn đậu với nếp, cục mấy bà ơi bán không này. Đậu với nếp. Tôi đúng cái đầu rồi, đúng cái đầu đó. Thì tiếp đi. Thứ hai là cái này là nhất nhị tam tứ. Rồi tới gì? Thánh tây. Tôi gà. Không phải cái từ đó. Bỏ qua. Anh làm gì, nó làm gì, công tác gì? Cầm giấy, đó đúng từ nhất. Cục gì giữa? Cục gì? Do nhân. À. Tiếp nhanh lên. Cái gì mặn? Muốn ăn vô chứ sao? Rồi, trùng khớp từ khóa từ mặn rồi. Nhanh lên. Nãy ăn sáng đúng từ đầu đó. Nãy ăn sáng mà cục nóng nếp nóng ra chưa? 3, nhất nhị tam tứ. 5, 2, 1, hết giờ. Xôi ngũ sắc là xôi năm màu đó. 3 từ khóa đoán đúng, mang về nhà mình 1.500 điểm. Chúc mừng em. Và cơ hội tìm bước chân may mắn cho mình. Dạ em chọn ô màu xanh luôn. Không có gì xảy ra cả, rất tiếc. Chúng ta đến với gia đình tiếp theo của Kim Hiếu. Mời Dũng bấm nút chọn hình. Chủ đề món ăn bắt đầu. Hai chữ anh. Ra chợ em mua cá, rồi mua gì đó, món chín đó, bỏ nước sôi rồi làm cho nó chín lên. Chính lột. Chính xác. Có hai chữ. Con gì cái ở o? Con gà. Rồi gà. Em bỏ nước cốt dừa vô. Nước vô em ram. Không phải, em làm cho nó kho. Quẹo lại luôn á. Khìa gà. Nó hai gà. Chữ. Ngược lại. Gà khìa. Ờ đấy không? Ba chữ. Cái món này mà con gái khoái ăn nó cuộn lại á. Con gái khoái ăn á, món gì? Rong biển. Không phải, cái món gì mà chiên hết. Rồi, từ hết. Không có đắng, không có mặn. Ngọt. Rồi. Thiệt lãi luôn mà nó ngọt gắt. Rồi, chính xác. Trời ơi, hay quá. 4 chữ. Em ăn nấu canh mà anh chi. Anh chi lạc sao? Lạc. Cái chữ thứ nhất, chữ thứ ba giống nhau. Chữ thứ tư đi. Sóng nó bị xẹp ra. Vậy là gì? Sống mà nó cứ con TV mình cứ bị xẹt ra. Nhiễu. Rồi đó, chữ thứ nhất, chữ thứ ba giống nhau, chữ tư là chữ đó đó. Lạc nhấp, lạc nhiễu. Chính xác, chúc mừng. 2.000 điểm dành cho nhà của Kim Hiếu. Giờ thì Hiếu chọn một bước chân để tiến lên nào. Em chọn ô màu xanh ạ. Màu xanh. Màu xanh có đèn. Một cái sản phẩm là cái lẩu điện, chúc mừng em. Gia đình còn lại, gia đình của Thúy An. Mời ông xã em bấm nút chọn hình. Chủ đề thức uống. Bắt đầu. Khi mà mình ăn me với ăn chanh thì mình sẽ có cái vị gì? Vị chua, gì? Chua lét. Chưa đúng. Chua lè. À đúng rồi. Có hai tiếng. Cái trái mà nó nhỏ hơn trái cam. Trái chanh. Đúng chữ cuối. Là cái gì mà nó đóng lại để thành tập? Giấy. Rồi ghép lại. Chanh giấy. Rồi đúng rồi. Ngoài cái món cà phê đen ra thì mình còn có cái món cà phê gì nữa? Cà phê sữa. Rồi đúng chữ cuối. Nó không có lỏng. Rồi gì? Sữa đặc. Rồi đúng. Chính xác. Rồi. Món mà mình xay nó ra thì gọi là gì? Bỏ vô cối xay ra gọi là gì? Sinh tố. Nó không phải là củ cải trắng. Cà rốt. Rồi gấp lại. Sinh tố cà rốt. Chính xác. Cái gì nó có lạnh? Nước đá. Rồi. Mình làm nó nhuyễn nó ra bằng cái máy. Đá bào. 3 tiếng. Xay đá bào. Hai cái chữ đầu hồi nãy là có nó có lạnh đó. Nước đá bào. Rồi, chính xác, chúc mừng. 5 từ khóa được giải mã, mang về cho nhà mình 2.500 điểm. Mời Thúy An tìm bước chân may mắn. Dạ em chọn con màu xanh tiếp tục ạ. Màu xanh xanh này. Và đó là 1 năm sử dụng hạt nêm cho nó. Kết thúc vòng thi thứ 3, gia đình của Diễm được 3.500 điểm. Gia đình Kim Hiếu
4.750 điểm. Và gia đình Thúy An 4.950 điểm. Chúng ta sẽ chia tay với gia đình của Diễm tại đây. Chúng ta sẽ ra về với giải thưởng trị giá là 3.500.000 đồng. Còn hai gia đình Kim Hiếu và Thúy An sẽ bước vào vòng đặc biệt mang tên Nhanh Tay Đáp Lẹ. Câu số 1 là một câu về sức khỏe. Dạ em đặt cược 1.000 điểm. 1.000, Thúy An. Dạ em cũng đặt cược 1.000 điểm. Có nên hớt tóc sát da đầu cho trẻ vào mùa hè không? Mời Hiếu. Dạ em nghĩ là không ạ. Đó là câu trả lời đúng, chúc mừng em. Nhiều người có thói quen hớt tóc sát da đầu hoặc cạo trọc cho trẻ nhỏ vào mùa hè để tránh nóng bức. Tuy nhiên, nhiều người không biết rằng khi hớt tóc sát da đầu sẽ khiến con trẻ dễ bị sốc nhiệt khi nhiệt độ bên ngoài quá nóng. Vì tóc ngăn ngừa sự tiếp xúc của da đầu với ánh mặt trời, cho nên có thể giúp điều chỉnh nhiệt độ cơ thể. Hớt tóc sát da đầu khiến cho da đầu mỏng manh của con khi tiếp xúc với ánh nắng sẽ khiến cho bé khó chịu và mẩn ngứa. Câu số 2, chủ đề đời sống, mời em đặt cược. Dạ em cược 1.000 điểm. 1.000, Hiếu. Dạ em cược 1.000 điểm. Không nên làm gì khi đang đi ngoài trời lúc mưa gió lớn, mặc áo mưa màu nổi hay che dù? Mời Thúy An. Dạ anh là che dù. Khi đang ở ngoài đường gặp trời mưa gió lớn nên mặc những áo mưa màu sắc nổi bật như là hồng, đỏ, xanh. Bởi vì mưa, bầu trời thường tối lại, mặc những màu nổi khiến việc quan sát của người khác với bạn dễ dàng hơn. Tuy nhiên, không nên che dù khi mưa gió lớn, vì dù có kim loại dễ tích điện khi có sấm sét. Đây là câu trả lời chính xác, chúc mừng em. Câu số 3, chủ đề dinh dưỡng. Dạ em cược 1.000 điểm ạ. 1.000. Dạ em cũng cược 1.000 ạ. Giữa rau mồng tơi và diếp cá thì loại nào không nên ăn khi bị sỏi thận? Mời Hiếu. Dạ em nghĩ là rau mồng tơi ạ. Tại sao em nghĩ vậy? Tại vì em có đọc một bài báo là nó là rau diếp cá trị sỏi thận, cho nên em đảo ngược lại ạ. À, bị sỏi thận thì chúng ta không nên ăn rau mồng tơi, chúc mừng. Rau diếp cá chứa nhiều vitamin C và tinh dầu với thành phần là methanol neketone có tính mát, giúp phá vỡ việc hình thành sỏi. Câu số 4, hiện nay Kim Hiếu đang có 6.750 điểm, phần nữa sẽ là 3.375 điểm. Thúy An đang có 5.950 điểm, phần nữa là 2.975 điểm. Dạ em cược phần nửa số điểm ạ. Phần nửa. Được phần nửa. À, đặt cược phần nửa. Vỗ tay cho hai gia đình đi các bạn. Câu hỏi như sau. Có một ngọn núi khi đứng ở dưới chân nhìn lên giống như đầu một con chim, biết phát ra tiếng nói. Ngọn núi này thuộc huyện Tịnh Biên, An Giang. Đó là ngọn núi gì? Em có đến An Giang bao giờ chưa Hiếu? Dạ em chưa đi An Giang. Tại sao em cởi gan em bấm chuông vậy? Dạ tại em cũng có xem trên mạng và em cũng biết, cũng có nghe sơ sơ. Rồi dạ, nói nghe đi em. Dạ đó là núi Sam ạ. Hả? Đó không phải là câu trả lời đúng. Khán giả có câu trả lời không các bạn? Mời bạn trai áo thun vàng ngồi hàng đầu. Em tên là Minh Thành. Em xin trả lời câu hỏi này là núi Ông Két. Núi Ông Két, chính xác, chúc mừng em. Núi Két là một thắng cảnh có hình khối tròn, cao 225m, dài và rộng hơn 1.100m. Nhìn từ xa, nó có hình dạng như đầu một con chim két, thuộc huyện Tịnh Biên, An Giang. Câu số 5, chủ đề sức khỏe. Dạ em cược phần nữa. Dạ em cược 1.600 điểm. Gừng hay ớt sẽ có tác dụng giảm đau nhức xương khớp? Mời Thúy An. Dạ thưa anh, thì theo em biết thì gừng và ớt đều có tính nóng, cho nên nó sẽ có tác dụng giảm đau nhức xương khớp. Đây là câu trả lời chính xác, chúc mừng. Chất cay trong gừng chứa thành phần chất chống oxy hóa, canxi, phốt pho và chất kháng viêm, có tác dụng giảm đau lưng, đau xương hiệu quả. Còn ớt chứa chất capsaicin có tác dụng kích thích não bộ, tiết ra hormone endorphin có tác dụng gây tê và giảm đau xương khớp hiệu quả. Tuy nhiên, chỉ nên ăn một lượng vừa phải thôi nhé mọi người. Kết thúc vòng thi thứ tư thì gia đình Kim Hiếu được 3.375 điểm. Gia đình Thúy An 8.925 điểm, xin chúc mừng. Thúy An, em là người chiến thắng, tiến lên giải cứu trong xã mình nào.
Thưa bà con, bây giờ ông xã Quang sẽ lấy nhiên bình bột giặt xốp để đầu cơn bên kia. Hai bên ngang bằng nhau, khi xốp đây chúng ta thấy sáng đèn lên thì sẽ dừng tay lại và tất cả số bột giặt này sẽ thuộc về gia đình của Thúy An nha. Bắt đầu. Và chữ xốp đã sáng đèn, chúc mừng gia đình của Thúy An. Mời hai gia đình còn lại lên sân khấu nhận phần thưởng của chương trình. Kết thúc chương trình hôm nay, về ba là gia đình của Diễm với giá thưởng trị giá là 3.500.000 đồng cùng với sản phẩm của nhà tài trợ. Về Nhi, gia đình của Kim Hiếu giải thưởng 3.375.000 đồng cùng sản phẩm của nhà tài trợ. Và về Nhất, gia đình của Thúy An giải thưởng 8.925.000 đồng cùng sản phẩm của nhà tài trợ. Xin chúc mừng cả ba gia đình. Đến đây thì chương trình Vợ Tôi Là Số 1 xin được phép kết thúc. Cảm ơn nhà hàng bột giặt xốp Hương Sợ Vải Mới đã đồng hành cùng với chúng tôi. Tuần sau chúng ta sẽ gặp nhau vào lúc 20:30 tối Chủ nhật trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1, sau đó được phát lại vào lúc 16:30 ngày hôm sau trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Bà con nhớ theo dõi chương trình nha. Còn bây giờ xin chào tạm biệt. Chương trình này thật vui quá, trò chơi này rất hay.